Hỡi ức lính mời các bạn đón nghe tiếp hồi ký của cựu chiến binh Hai ruộng Những ngày tháng truy đuổi địch Phần 5 Sau trận đánh vào cứ do tù binh dẫn đường C-11 rút về Phum Liêu Còn C-9 vẫn nhận nhiệm vụ chốt tại ngã ba Đôn Bay C9 lặng lẽ ở tại đây một tuần Vẫn chưa thấy địch mò tới Nhưng nghe tiếng súng của bọn chúng đi săn Vẫn ở gần đây Đợi mãi không thấy chúng Anh em có tư tưởng chủ quan Phía B1 bố trí hướng về phía đông Từ hướng tu bi ra Bố trí công sự gác không được kín đáo lắm Trong khi ngồi gác Một số chiến sĩ của ta Mình đã quên mất tên Ngồi trên bờ công sự Súng mở khóa an toàn sẵn nhưng lại bỏ súng ở trên bờ. Địch đi vào rất êm, khi người gác phát hiện tay chưa sở đến súng thì đã bị chúng bắn cho bị thương vào vai. Thế là không nâng nổi khẩu súng để bắn trả lại được phát nào. May nhờ có anh em ở trong, nghe tiếng súng nổ, vận động ra kịp thời nên chúng bỏ chạy. Cũng giống như trinh sát mình, khi đi vào vùng địch là súng lăm lăm trong tay. Người đi đầu luôn mở khóa an toàn, ngón tay ở vòng cò gặp địch chỉ cần nít nòng súng là bắn ngay thôi. Xấu số, số cho những thằng địch nào mà gặp phải lính trinh sát, càng vào sâu địch càng chủ quan, gặp trinh sát chúng càng dễ chết. Sau vụ này chúng tôi rút kinh nghiệm, các chốt gác phải đào công sự giữa bụi cây rậm rạp, cách đường mòn chừng 1 mét, sau đó ngụy trang thật khéo. Chúng tôi nhìn từ phía trong ra thấy, còn địch ở ngoài nhìn vào không thấy chúng tôi, mặc dù chúng đi sát công sự. Tuy nhiên chúng cũng đã biết vị trí của chúng tôi đóng quân Ngày nào chúng cũng đến thăm chúng tôi bằng một hai quả Có khi thì M79, khi thì B40, khi thì AT, có khi thì súng cối Xe bộ đóng dưới cụm ba cây xoài to Lại có cây anten của máy PRC-25 Nên là mục tiêu cho chúng gửi quà Anh nuôi cũng phải đào công sự và bếp hoàng cầm Bụi chuối có 4-5 cây Cây chuối ở cạnh bếp bị một trái cối tám mốt bay mất tiêu, chỉ còn lại đất trống. Nơi đây có cái giếng nước, cạnh giếng nước là một gốc cây to, đường kính khoảng gần một mét. Ngã nằm ngang cạnh giếng. Chiều bốn năm anh em chúng tôi ra tắm, có cả hai r và c trưởng là anh Xuân, Nguyễn Viết Xuân quê ở Thái Bình, Hai Nam Định gì đó, đang tắm và đùa giỡn với nhau thì bị chúng bắn tỉa sượt qua đầu anh em mình còn chọc quê chúng banh đốt cà đo từ đó chúng cứ canh giếng nước chúng tôi phân công mỗi người một ngày ra lấy nước để nấu cơm cứ ôm thùng chạy ra giếng nước ngồi sụp xuống gốc cây là có vài ba phát sau đó quăng thùng xuống giếng lấy tay giật thấy nặng nặng là nhanh chóng đứng dậy giật mạnh một phát rồi chụp luôn thùng nước nhanh chóng núp vào gốc cây có khi không còn được nửa thùng sau đó chạy ù ra khỏi giếng trống thêm một vài phát nữa cứ như vậy chúng tôi đùa giỡn với chúng vài ba ngày mà không ai bị thương hết chẳng lẽ để chúng bắn hoài hai ruộng mới dẫn một tổ cắt rừng về phía chúng tổ chức bắn lén thì phát hiện được ở phía đường mòn chính là con đường có trong cái bản đồ chúng trồng mía để che khuất đầu con đường con đường này cũng chính là đường chúng ra lấy mướp mà quân ta và bọn nó có khi giành nhau lấy mướp mà mình đã kể ở phần trước. Sáng sớm hôm sau, C cho ba anh em vác cây M60 ra phục. Anh em vừa bám ra đến chỗ bố trí M60 nằm sau bụi chuối, bắn dọc theo đường, hai khẩu AK kèm theo. Chưa đến nửa giờ, y như rằng, ăn quen, bọn chúng mò đến. Anh bắn M60 khai hỏa. Anh từ tho nhà ở quận 4 M60 nổ đúng một phát Súng bị hóc May nhờ hai AK bắn một loạt hỗ trợ Nên địch chạy mất tiêu Sau khi chúng nhả lại cho ta một loạt đạn Thì khoảng một tuần sau Chúng tôi không thấy chúng đến thăm nữa Lúc này là vào khoảng tháng 10 Năm 1980 Mưa tương đối nhiều Vắng chúng đến thăm anh em lại chủ quan Phía A Cối bắt đầu tụm ba tụm bốn Lại nói chuyện tếu Cười rôm giả trời mưa vừa mới tạnh dưới võng bùn đỏ quạch nghe anh em cười nói hai ruộng chơi cắt cớ lượm trái mướp ném vòng qua kẽ lá về phía a cối tiểu đoàn cối trái mướp rơi soạt từ trên ngọn xoài xuống tiếng cười nói im bặt sau đó là tiếng lạch bạch lăn từ trên võng xuống đất thấy im re không có tiếng nổ nhìn lại là một trái mướp rơi quần áo anh nào cũng đầy bùn nhìn thấy hai ruộng ôm bụng cười anh em bu tới chết bùn và hai ruộng để trả đũa. Đúng là bộ đội ở đâu cũng có thể đùa được, có vậy nó mới bớt căng thẳng. Sau đợt mưa rầm, trời lại nắng giáo, anh Phạm An Long, thiếu úy chính trị viên đại đội, quê ở ngoài Bắc gần Hà Nội, vùng trồng nhiều rau xanh, có lẽ là Gia Lâm hay phố nối gì đó. Anh Long có giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội nhưng tình nguyện đi bộ đội chống Mỹ. Sau đó biên chế về làm chính trị viên C9 từ đầu đến giờ. Hay lý luận nhưng tính tình vui vẻ. Anh em ai cũng mến. Anh Long sống rất chu đáo. Hành quân mệt nhọc như vậy mà anh còn mang theo cây kéo. Thấy trời nắng giáo. Hơn nữa cả tuần nay sau khi bị ta bắn hụt không thấy chúng đến quấy rối nữa. Anh Long tổ chức cắt tóc cho anh em. Lúc đó khoảng hơn 3 giờ chiều Hai ruộng dẫn một tổ đi cắt rừng Vòng qua phía đông bắc Cách vị trí đóng quân từ 1 km trở lại Không phát hiện thấy gì Khi về gần nơi đóng quân Chừng 200 mét Có cây me sai trái Bèn treo lên hái về nơi đóng quân Để anh em nấu canh chua Nhìn thấy phía xê bộ Làn khói trắng tỏa lên khỏi ngọn xoài Về đến sơ bộ Hai ruộng vào ngay nơi anh em Đang nấu cơm khói tỏa mù mịt Mình mới bảo anh Minh Văn Thư sang B2 mượn cây búa về trẻ củi để nấu bớt cho đỡ khói. Vì ngày mưa củi ướt. Lúc này xe bộ còn lại có anh Long đang cắt tóc cho anh Ngọc, anh Dũng y tá đang nằm trên võng đọc truyện. Anh Tùng thì đang nấu cơm, anh Xuân xe trưởng cùng với một anh về dê bộ công tác. Hai ruộng cũng đứng gần công sự của anh Long. Bỗng nghe một tiếng nổ ở cự ly xa giống như tiếng cối 82 để pa chưa nghe tiếng hú nên chưa xuống công sự Mà đứng nhìn xem chúng bắn vào đâu Vừa nghe tiếng xoẹt một phát là âm nổ chạch phía sau lưng cách mình khoảng 3 mét Mảnh văng túa ra như những cụm than hồng Cảm thấy rát lưng và tay phải Lấy tay quệt sau lưng có ít máu dính Tay phải thì bị ba nơi Xoay lại thấy khói mù mịt Đuôi B40 còn cắm đất Chúng bắn một trái B40 hết tầm, đứng trong tán cây xoài nên nhìn không thấy đạn bay. Mình cũng không nghĩ là nó lại bắn trúng xe bộ. Anh Long bị thương nặng nhất, kế đến là anh Tùng, rồi đến anh Dũng y tá lủng phổi, rồi đến anh Ngọc, hai ruộng nhẹ nhất, tay phải bị thương nhưng vẫn còn cử động được. Chiếc võng của anh Minh Văn thư gần như đứt làm đôi. Mình thoát chết vì mình sai anh ta đi mượn búa bổ củi. Liền sau đó hướng B1, anh Na bắn trả một quả B41 trúng vào nơi chúng vừa bắn ra. Anh Na trèo lên cây, nhìn thấy khói nơi chúng bắn ra. Mình lập tức bồng anh Long ra khỏi nơi đó vì sợ chúng bắn thêm nữa. Sau đó băng bó cho anh em bị thương vì y tá cũng bị thương. Lúc này khoảng 4 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 10 năm 1980. Tổ chức cáng thương về dây 4 tất cả bốn cáng Về gần đến cứ thì anh Long hy sinh Không được bỏ chốt Nên hai ruộng cùng hai anh em nữa Ở lại giữ chốt Gồm anh Minh Cối và anh Biêu thông tin Máy thông tin phải ở lại Để lại một khẩu súng cối 61 Một khẩu M60 Một B40 Và 3 AK Đêm đó chúng lảng vảng Nhưng không dám mò vào Đến 2 giờ sáng thì D4 chi viện lên. Ngày hôm sau, cánh tay bị thương của mình sưng to lên, không thể co vào được. Nhưng sở thử thì xương không bị gì. Ngày sau nữa, Dê bổ sung y tá mới, cho mình uống vài viên thuốc lại hết, tiếp tục chiến đấu. ban nãy mảnh B40 vẫn còn ở trong, giờ vẫn thấy để làm kỷ niệm. Anh Long hy sinh là một mất mát lớn đối với anh em C9. Anh để lại cho anh em hai câu thơ khắc trên nón cối của anh hơn người đâu ở đế vương hơn người ở trốn trăm đường gian nan xin vĩnh biệt đồng chí và không bao giờ quên anh c chín vẫn tiếp tục trở lên làm nhiệm vụ chốt chặn nơi ngã ba đôn bây sau khi anh long hy sinh c chín mới học được một bài học quý giá trước kia nhắc nhở anh em không nghe nhắc nhở nhiều anh em bảo sợ chết từ vụ ta ngồi gác để địch bắn trước cho đến phục kích súng lại lép đóng quân không giữ được bí mật cho đến cách bố trí chốt quá lộ liễu anh xuân mới chấn chỉnh lại khoảng một tuần ở hướng b 2 có một tốp địch mò vào có lẽ tốp này chúng chưa biết quân ta đóng ở đây khi lọt vào các chốt gác anh nguyễn xuân hiệu diệt luôn hai tên đi đầu mà tôi đã nói ở bài viết trên ta bố trí công sự gác sát bên đường đi bí mật đào công sự trong lùm ngụy trang khéo léo bên ngoài nhìn vào không thấy bên trong ta nhìn ra thì thấy địch đường đổi gác làm theo cách làm đường chuột chạy lá cây rừng quét sạch chỉ vậy ta có thể vận động bên trong mặc dù không nghe được bố trí bên phải con đường vì thường nhiều người thuận tay phải cho nên phải bố trí ở bên phải con đường khi địch đi vào thì nòng súng của chúng thường trách về tay trái tức là nòng súng của chúng không hướng về phía ta. nhưng tốp địch này vào thì tên đi đầu lại thuận tay trái nên nòng súng của chúng chỉ sát anh hậu khi chúng bước qua chỗ gác. vì vậy anh hậu mới để cho tên đi đầu đi qua khỏi. khi tên thứ hai vừa đến, anh bắn gục tên thứ hai, sau đó mới quay lại bắn tên đi đầu. vài hôm sau khi d chín diệt được hai tên địch tại ngã ba đồn bầy. D4 ra lệnh cho trinh sát bám theo con đường cũ về phía tobi đi sâu về gần Tokithom và bố sườn dẫn thêm C10 hành quân đến Đôn Bây. Ba ngày sau trinh sát về báo ở phía thom không phát hiện địch, nhưng khi gần đến Te thì vô tình lọt vào cứ của địch. Chúng đi đâu hết cả, chỉ còn lại một tên vừa lững thững đi từ trong cứ ra, súng AK vác trên vai nòng súng máng ca sô nhựa quẩy tòng ten phía sau lưng trinh sát hồ đứng lại định bắt sống nhưng tên này bỏ chạy trinh sát nổ súng tiêu diệt thu vũ khí và nhanh chóng rút khỏi chỗ đó vì vậy chưa xác định được chính xác ở nơi nào bố sườn quyết định dùng 2 c vào lùng sục vùng angte tubi chúng tôi hành quân bằng con đường từ đôn Bây đến tupi vừa đi vừa bám địch vừa lùng sục đến Tu Bi giải lao 5 phút, sau đó tiếp tục hành quân. Anh Phan Đình Du trinh sát dê đi đầu. Anh Du mang khẩu M79 với 3 dây đạn, vừa ra khỏi phum chừng trăm mét, bị chúng bắn tỉa một phát, chúng vào dây đạn mang trên ngực, xuyên vào vỏ đạn M79 nổ một trái. Đầu đạn bay xuống đất, quay vòng vòng không nổ. Anh em kè anh Du vào bên trong, áo còn bốc đầy khói. Cởi áo ra không sao cả Chỉ bị bỏng chút ít Anh Du thoát chết trong găng tấc Sau đó theo đội hình Tiếp tục bám tiếp Khi đến điểm cao 75 Nằm giữa hai phum Te và Tubi Chúng tôi phát hiện cứ địch Cứ này chính là cứ của địch Mà anh em trinh sát lạc vào Chúng cũng ở khoảng Hai ba chục tên dây 4 tổ chức đánh ngay Diệt được vài tên rồi chúng bỏ chạy anh em thu được một khẩu RBD, bố sườn ra lệnh đóng quân luôn tại cứ của chúng 3 ngày và tổ chức phục kích tại chỗ. Vào thời điểm này, đất nước ta tình hình kinh tế đang rất khó khăn, bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, thiếu thốn đủ mọi bề. Quần áo anh em cũng thiếu, quân trang may bằng loại vải thô, mặc vào vài hôm là bạc trắng. Để khỏi lộ mục tiêu anh em phải lấy trái mật nưa mọc rất nhiều ở vùng này dã ra để nhuộm quần áo vì vậy áo anh em cũng màu đen thui như là quân pol pot chúng tôi ở vào cứ của chúng vào ngày thứ hai khoảng chín giờ sáng ở hướng c 11 một địch mò vào ngay chốt gác của anh Bảnh. không biết có đúng tên không lâu quá sợ hai ruộng nhớ nhầm anh bảnh cũng mất cảnh giác địch đến vỗ vai lính ta giật mình điểm xạ luôn hai phát Tên địch bị thương vào bụng Miệng vẫn còn kêu Kêu ta bắn lầm Vì thấy anh lính của ta mặc áo đen Lại đội chiếc nón của quân Pol Pot Tên này bị ta bắt sống Y tá băng bó vết thương cho hắn Hắn chỉ khai Hắn là trung đội trưởng Ngoài ra hắn không khai gì hết Vì vết thương quá nặng Ngày hôm sau anh em cáng hắn về E Tiến Phương Lúc này E Tiến Phương đóng quân ở Đôn Bầy khi gần đến e tiền phương thì hắn bị chết ngày hôm sau trinh sát phục quân nơi cách cao điểm bảy khoảng một cây số cũng tiêu diệt được hai tên chính ở cao điểm bảy này là nơi bố sườn tát tai một anh trung đội trưởng vì để anh em bỏ gác ban ngày mà hai ruộng đã từng kể chúng tôi quần khắp nơi thêm vài ngày nữa cũng không phát hiện gì sau đó rút về C9 lại về Krava. Nghỉ ngơi khoảng một tuần thì trinh sát E phối hợp với trinh sát D4 nhận nhiệm vụ đi bám địch ở phía đông nam Phum Svajic vòng lên Phum Vietom Kỳ này có hai ruộng đi chúng tôi cắt rừng về phía nam Phum Svajic cũng cầm vắt chấm muối bột ngọt ăn ba ngày đi không giấu nấu không ra khói nói không ra tiếng chỉ ra ám hiệu truyền lệnh khe khẽ những động tác này bây giờ đối với anh em đã quá thuần tục chúng tôi cắt rừng một buổi đến gần đầu phum chết đang ngồi nghỉ ăn cơm vắt thì nghe tiếng đảo đất hai ruộng cùng ánh đức b trưởng b chính sát dê bám vào khi đến con suối nơi đây rừng dây leo và che rất dày không cắt rừng được muốn đến nơi phải phát ra tiếng động anh em chúng tôi phải bám theo hai bên bờ suối, mỗi người một bên. Tôi nhẹ nhẹ lội qua suối bên kia, rồi anh em âm thầm bò về phía phát ra tiếng động. Chẳng may tôi đụng vào một ổ heo rừng. Nó vừa chạy rầm rầm, vừa học lên. Lúc đó ở phía mục tiêu, có ba người đứng lên, một nam khoảng 40 tuổi và hai nữ khoảng trên 20 tuổi. Phát hiện chúng tôi đang bỏ theo suối, còn khoảng 7 mét tôi chỏng súng chạy thẳng vào bắt tất cả đứng im và giơ tay lên anh đức cũng chạy đến sau đó chúng tôi lục soát không phát hiện vũ khí nghĩ họ là dân thường nên thả ra cho họ đi tôi trở về đội hình và hành quân tiếp băng qua nhánh con suối cách đó chừng 100 trăm mét chúng tôi bắt gặp một toán con gái khoảng 10 đứa đang gọt củ nầng loại củ rừng Lúc đó dân ca cũng thường xuyên vào rừng Lấy để cứu đói Không thấy có vũ khí Chúng tôi bỏ qua Đi một đoạn gặp một toán thanh niên Cũng khoảng 10 tên Đang vác chuối đi lên phía đồi Cũng không có vũ khí Chúng tôi tiếp tục đi khoảng 500 mét Thì trinh sát E bảo là trinh sát E đã đến vị trí Sau đó trinh sát E dừng lại Còn chúng tôi phải đi tiếp về phía việt thôm. Khoảng 20 phút sau, tôi đang tìm cách vượt qua trảng dây mắc ca, thì nghe phía sau lưng có súng nổ. Theo hợp đồng, chúng tôi quay lại. Đến nơi trinh sát E ngồi nghỉ, thấy có dấu máu và dấu chân anh em cắt về hướng Bắc. Tôi về theo đường cũ, phát hiện vỏ đạn của địch vừa mới bắn. Chúng tôi đi đến tối, thì tạm dừng mắc võng ngủ lại. Gần 5 giờ sáng, nghe tiếng chim te te kêu báo động. Chúng tôi mò ra xem Thấy có toán người Tôi nghi là trinh sát E Sau đó phát ra ám hiệu Chúng tôi nhận ra nhau Trinh sát E đang cán hai cáng thương Anh muốn trinh sát E Và một anh du kích bạn bị thương Anh muốn bị nặng Rách bụng Nhưng còn rất tỉnh Chúng tôi lập tức cuốn võng Cùng với trinh sát E cáng thương về Tôi chạy theo đoạn đường mòn Chứ không cắt rừng nữa vì thấy anh muốn đau quần quại rất tội cho anh muốn cắn răng chịu đựng vì thấy anh em nóng lòng cán chạy trên đường mòn sợ lại chúng mìn của địch hy sinh thêm nữa nhưng cũng may là về đến cứ của e không ai bị sao cả nhưng cũng hết sức đau buồn vì anh muốn hy sinh khi trên đường về cứ sau này tôi và anh đức gặp lại nhau cả hai đều xác nhận chúng tôi đã thả nhầm địch đó là bộ phận hậu cần của chúng chứ không phải là dân vì tên nào cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt lấm lét lúc đó chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để nhận thấy hơn nữa dân không ai dám có mặt ở khu đó một cái sai lầm nữa là cho dù họ là dân chúng tôi cũng phải không để họ thấy chúng đã phát hiện rồi nếu bắt cũng bắt không hết khoảng một chục đứa con gái thêm gần một chục thanh niên dây ở đâu ra để chúng tôi trói chúng lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng khi không rõ họ là địch hay là dân về cứ nghỉ vài hôm tôi được lệnh dẫn dê bốn hành quân đến và phun sờ vai trách vì nhận được tin nơi đó có địch tôi đến điểm tập kết và theo hợp đồng thì năm giờ sáng nổ súng vào phum hoan. d 4 chia làm 3 cánh, một cánh chính diện, hai cánh bọc bên sườn. Đại đội đặc công của E bọc hậu. Đúng giờ, chúng tôi tiến vào phum. Vào hơn nửa phum thì hướng chính diện nổ súng. Cối 61 của C9 nổ ngay lập tức 3 phát, bắn thẳng vào phum. Sau đó các C và C đặc công gọi cối 82 bắn chi viện. Bố sườn phát hiện ra C đặc công gọi cối bắn vào vị trí mũi chính diện còn mũi chính diện gọi cối bắn vào vị trí c đặc công. Sau đó hai bên bắt liên lạc với nhau, thì quân ta đánh quân mình. Cuối cùng lỗi do c đặc công. Vì đợi lâu quá, nóng lòng vận động vào phum cũng vì lính đặc công có nhuộm quần áo màu đen, nên mới nhìn thoáng qua, mũi chính diện tưởng đâu là địch. Với một loạt AK, c đặc công trả lại là một quả B-40. May là chưa có bên nào bị thương vong Cũng chiều hôm đó Đánh nhầm một trận nữa Kỳ này C9 bắn nhầm vào C11 Khi vừa chuẩn bị qua con suối bên kia trang trống Từ phía đồi đối diện xuống Chúng tôi nhìn thấy có hai người mặc áo đen Mang bình tông đi xuống suối Tôi chờ đến khi nào Còn vài ba mét nữa mới bắn Nhưng cũng rất may Còn cách chúng tôi đúng một trăm mét Tự nhiên hai người dừng lại Rồi đổi hướng đi Thế vậy anh Xuân ra lệnh bắn Một trái B40 khai hỏa Và gần 10 khẩu AK tiếp theo Nhờ cự ly xa Nên hai anh chỉ bị thương nhẹ Do B40 Khi nghe bắn Hai anh giạt ra hai bên B40 nổ ở giữa C9 lập tức bắn hai phát cối Lên đội hình C11 Sau đó hô sung phong C11 nhận biết Hô sung phong trở lại để hai bên nhận ra nhau. Đúng là cái ngày xui thật. Chuyện thật giống như đùa. Không biết các đơn vị của các bạn có từng đánh lầm nhau chưa? Sau chiến dịch đánh vào vai Svajek, chúng tôi lại rút về Krava. Nghỉ được vài hôm, trinh sát D4 lại nhận nhiệm vụ. Đi trinh sát về phía đông nam từ Phum Krava và có cả hai ruộng đi. Chúng tôi đi một buổi cắt rừng qua khu vực bầu nước Gặp một đàn chim Con nào con nấy rất to Lông màu xám Đi khoảng hai cây số Nghe hai trái M79 Nổ về phía sau lưng Tôi tiếp tục đi đến Vùng đất có đặc tính thổ nhưỡng Giống như vùng định quán Đất màu đỏ đậm Có những hòn đá ong lồi lên trên mặt đất Nơi đây cũng có nhiều vườn cây mãng cầu Giống như vùng định quan của ta Phùng này rất chủ phú chúng tôi nghỉ giải lao một tí thì bắt liên lạc với anh em F302 từ phía Cam Bông Chàm lùng sục qua. Hai phát M79 do anh em F302 bắn. Sau đó chúng tôi hành quân về báo cáo D4 không phát hiện địch. Một hai ngày sau, D4 được lệnh hành quân 3C về hướng lộ 7, gồm C9, C11, C12, hỏa lực một khẩu cối 82 và một khẩu đại liên có hai bánh xe carinop cắt rừng ra chúng tôi đụng phum sờ lâu tong sau đó đóng quân dọc theo lộ bảy chốt đường cho bộ chỉ huy mặt trận hành quân về phía công pông trạm. đoàn xe có m một một ba đi đầu vừa chạy vừa bắn đại liên năm mươi thị uy đoạn này trước đây đã từng bị địch phục kích bắn cháy một đoàn xe quân sự của ta còn bỏ lại bên đường năm sáu chiếc C9 đóng quân bên khu rừng Đối diện phum Vùng này nước giếng màu đen Khi đoàn xe đi qua Chúng tôi hành quân về phum sờ lao tông Thì phát hiện bãi đất Hết sức khủng khiếp Một khu vườn khoảng nửa mẫu đất Đầy xương người Xương người chất trồng Trong 6 đến 7 cái giếng nước Chính vì vậy mà giếng nước xung quanh Đều có màu đen Trong khu vườn đó ta không thể nào đi mà không đạp lên xương người được. Xương đầu lâu rải rác như gáo dừa, đống xương chất chồng lên cả miệng giếng còn cả quần áo. Lúc này chúng tôi đã trở thành những người lính dạn dày kinh nghiệm mà nhìn thấy xác vẫn còn nổi ra gà. Đó là dấu tích diệt chủng còn để lại. Đóng quân ở đó vài ngày, chúng tôi hỏi thăm những người dân thì họ kể rằng Đầu tiên, bọn lính Pol Pot bắt dân vùng đó đào giếng, mỗi giếng sâu khoảng 6 đến 7 mét cho đến khi có nước. Sau đó ban đêm, chúng đưa máy phát điện đến, rồi mắc đèn pha trên miệng giếng, làm sao cho bị trói đèn không nhìn thấy miệng giếng, đồng thời cho loa phát thanh mở nhạc inh ỏi. Sau đó chúng dùng xe cam nhông, loại dùng chở đất ben xe thủng, Không biết chúng chở từ đâu tới, một đêm 6 7 xe đầy áp người bị trói dính nhau lại ở trên xe. Chúng cho xe lùi tới miệng giếng, rồi ben thùng xe lên. Thế là người trên xe rơi xuống giếng. Đúng là kiểu giết người man dợ nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ này. Sau khi ở đây vài ngày, chúng tôi hành quân vượt qua cây cầu sắt, ranh giới giữa công bông tràm và hành quân lùng sục phía nam lộ bảy vùng đồn điền cao su có cả đường băng sân bay nhỏ trong đồn điền nơi đây nhân dân bạn trồng rất nhiều đậu xanh bộ đội mang gạo đổi đậu xanh lúc đầu ăn thấy ngon sau đó hậu cần thấy đậu rẻ hơn gạo bèn đổi một tháng gạo lấy đậu cho anh em ăn ăn được vài hôm thì thấy ngon sau đó là ngán rồi đến sợ luôn món cơm độn đậu xanh Chiến dịch kéo dài gần nửa tháng không đụng địch. Sau đó chúng tôi bắt đầu hành quân về lại Krava. Chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục quần nát khu vực Ante, Tubi, Kokitom. Trong lúc D4 lúc này, anh em bị sốt rét trầm trọng. Có những chiến sĩ bị sốt ác tính, đang nằm phục kích gần cứ địch, đột nhiên lên cơn sốt mê sảng, la hét om sòm. Đơn vị phải bắt đưa về trạm xá ngay cả D4 không còn một ai là không bị sốt rét. Trong rừng thì mìn lợm ngợm, e ra lệnh tất cả các đơn vị hành quân trên đường mòn. Đi đâu cũng phải cắt rừng, đi đường này về đường khác. Nếu đơn vị nào để anh em hy sinh trên đường mòn, thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu kỷ luật. Trình độ phát hiện mìn của anh em cũng nâng lên. Khi đi đến vùng cỏ cao, ngã qua ngã lại, thì chú ý mìn gài dây khi ta lấy tay vạch cây ra để bước là sẽ bị nổ còn vùng có vũng nước cát mịn cây ngả ngang đường thường có mìn đạp khi ta bước qua cây ngả vì chúng rào hết chướng ngại vật chỉ còn một chỗ để ta bước qua đi theo đường mà cây to cạnh đường hoặc nơi có dấu vết đặc biệt nơi đó thường có mìn còn nơi đất thịt đất rẻ không có dấu hiệu đào sới dứt khoát chỗ đó không có mìn được trinh sát chúng tôi khi đi sắn cao quần lên đến đùi tay áo sắn sát lên gần đến nách có như vậy thì nhờ lớp da của mình khi vướng dây mìn ta còn có cảm giác còn nếu mặc quần dài thì làm sao có cảm giác được nón mềm đội quay lưỡi chai về phía sau để tầm nhìn được rộng nhiều anh em còn cuốn thêm chiếc khăn cà ma lên đầu vì vậy khi bất ngờ địch chạm trinh sát chúng tôi chúng còn đang ngơ ngác thì đã bị chúng tôi tiêu diệt trình độ gài mìn của địch cũng phát triển không thua kém gì trình độ phát hiện mìn của ta sau này khi gài mìn vướng chúng kéo lại cỏ cao đan qua đan lại một khoảng đường rồi mới gài mìn để khi ta vạch đường mệt chán không thấy gì sau đó đi ẩu là sẽ dính ngay chúng lấy dây kẽm sò vào giữa ống cọng cỏ rồi sau đó mới gài ta đi chỉ phát hiện thấy cọng cỏ, chứ không phát hiện thấy dây mìn. Khi lấy tay gạt cọng cỏ, thấy vướng vướng, nhìn kỹ xuống bụi cỏ mới thấy mìn. Nếu dừng già, thì chúng dùng luôn dây leo. Còn mìn đạp, sau nhiều lần bị ta phát hiện, chúng cũng thay đổi cách gài. Chúng lựa nơi đất thịt, khéo léo khoét một lỗ vừa bằng trái mìn KP2, nhỏ hơn lon sữa bò một chút. Sau đó đặt trái mìn vào, lấp đất lại Nếu để không như vậy Ta sẽ phát hiện dấu đất đào Và sẽ phát hiện mình ngay Chúng mới lấy một ít lá cây Rồi đậy lại che lên chỗ đất vừa đào Sau đó bẻ gai rừng Ghim lá xuống đất Không cho gió bay chiếc lá Anh em ta vô tình đạp lên chiếc lá Là dính mìn chết ngay Chúng tôi phát hiện được cách gài mìn này Do tình cờ ngồi giải lao Ở đoạn đường gần An Te anh em nhìn thấy chiếc lá tự nhiên trong rừng Không biết có ai đó Bẻ cây gai ghim chúng vào đất Tò mò anh em nhẹ nhẹ Gỡ chiếc lá ra Mới nhìn thấy ngòi trái mìn KP2 Từ đó chúng tôi Không đi đạp trên một chiếc lá rơi Cho đến khi e ra lệnh Cấm đi trên đường mòn Sau đó D4 bố trí C9 Sang đóng quân ở Phung Liêu Ở đây đánh một trận Qua ba sắc na bắt đầu áp dụng chiến thuật đánh du kích, ta giải quân khắp rừng, từng trung đội xen kẽ với địch. Hết phần 5, mời các bạn đón nghe tiếp phần 6.